Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay xu hướng tiêu dùng xanh đã trở nên phổ biến. Trước yêu cầu khắt khe của thị trường, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và ngành sữa nói riêng, ngoài việc thay đổi tư duy, cách làm, còn đặt tính xanh lên hàng đầu trong chuỗi cung ứng. Bài toán này là vấn đề không ít doanh nghiệp sữa quan tâm, giải đáp bằng cách xác định tiêu chuẩn cao về môi trường xã hội, tiếp tục chủ động chuyển đổi phương thức hoạt động, tăng đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực, tích cực chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm thích ứng với điều kiện mới. Theo Bộ Công Thương, mức tiêu thụ thực phẩm và đồ uống hiện chiếm hơn 15% GDP của đất nước và đang gia tăng từng năm. Hiện cả nước có trên 1.700 trang trại bò sữa, trong đó nhiều trang trại chăn nuôi có quy mô công nghiệp hiện đại cùng trên 28.000 hộ chăn nuôi bò sữa. Sản lượng sữa bò tươi nguyên liệu khai thác từ đàn bò sữa trong nước năm 2023 đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm 2022. Năng suất sữa bình quân cả nước năm 2023 vẫn duy trì ở mức trên 5,75 tấn bò vắt sữa trên năm. Với nỗ lực không ngừng, ngành sữa Việt Nam không chỉ cơ bản đảm bảo được nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu sang 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có những khu vực thị trường khó tính như Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Đông với kim ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu đô la Mỹ một năm. Hiện nay ngành sữa Việt Nam trong những năm gần đây phát triển rất mạnh. Hiện nay cả nước thì sản lượng sữa, nhất là sữa nước thì khoảng hơn 1,8 tỷ lít và sữa bột 1.540.000 tấn. Tất cả các cái nguyên liệu trong nước thì hiện nay đáp ứng được khoảng 40%. Hiện nay là các cái doanh nghiệp Việt Nam thì đang phát triển các cái đàn bò thông qua các trang trại hiện đại và chúng ta với công nghệ tiên tiến và chúng ta có năng suất rất cao. Như vậy thì trong thời gian tới thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái theo mục tiêu chiến lược của ngành nông nghiệp cũng như ngành công thương, chúng ta sẽ phấn đấu đến năm 2030 và đến 2045 thì chúng ta ít nhất phấn đấu cũng phải được 1,7 cho đến 2 tỷ lít một năm. Người tiêu dùng đang dần thay đổi thói quen của mình và hướng đến tiếp cận những sản phẩm xanh, hàng hóa xanh, thân thiện với môi trường. Sự gia tăng của xu hướng này đã thôi thúc các nhà sản xuất bán lẻ nỗ lực đầu tư sản xuất nhằm cho ra đời những sản phẩm có yếu tố xanh và sạch, xây dựng thương hiệu xanh gắn với phát triển bền vững. Đặc biệt là nhu cầu của giới trẻ và những người có thu nhập cao đang có xu hướng tiêu dùng các sản phẩm hữu cơ, sữa hạt. Đây là phân khúc khách hàng tiềm năng mà các doanh nghiệp sữa hướng đến để phục vụ. Đối với một người trẻ như tôi thì cũng có nghiên cứu rất là kỹ về những cái thực phẩm của gia đình, đặc biệt là sữa, thì luôn chọn những cái sản phẩm xanh. Và đối với tôi cảm thấy những cái sản phẩm của Việt Nam hiện tại bây giờ thì sản xuất theo quy chuẩn rất là tốt, theo cái tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nè, rồi rất là phù hợp với nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Tổ chức Y tế Việt Nam. Cho nên là tôi tự tin và tin dùng những cái sản phẩm sữa của Việt Nam. Tại triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ tư tại Việt Nam với chủ đề Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh diễn ra mới đây, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại, khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành sữa Việt Nam. Triển lãm còn mang tới các hoạt động để người tiêu dùng trải nghiệm sữa và các sản phẩm sữa của hàng trăm thương hiệu sữa Việt Nam và quốc tế, được tư vấn dinh dưỡng, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách khoa học và hợp lý, kỹ năng sử dụng sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa. Chúng tôi đã có những bước ngay từ ban đầu là để mà người tiêu dùng gắn bó với mình hơn, trung thủy với mình hơn, thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi quan tâm đó là chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm thì ngoài cái việc kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt thì chúng tôi còn nghiên cứu và phát triển để có một cái sản phẩm ra đời, một cái sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng hiện đại, là xu hướng tiêu dùng dinh dưỡng nhưng mà vẫn bảo vệ môi trường. Trải qua gần 5 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này hướng tới cắt giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2027, cắt giảm và trung hòa 55% lượng phát thải vào năm 2035 và tiến đến mục tiêu phát thải ròng bằng không năm 2050. Với hệ thống nhà máy, trang trại quy mô công nghệ cao và hàng triệu sản phẩm được cung cấp mỗi ngày,
Chúng tôi có một cái danh mục sản phẩm rất là phong phú, khoảng 250 cái sản phẩm khác nhau, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Hiện nay là Vinamilk đang áp dụng những cái công nghệ theo cái xu hướng chuyển đổi số để tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn với người tiêu dùng, với khách hàng. Doanh nghiệp này đã đầu tư vào hệ thống tự động hóa được thiết kế riêng, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn mà vẫn giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao. Quy trình sản xuất gắn liền với tôn chỉ bảo vệ môi trường, chú trọng đến công tác xử lý rác thải công nghiệp bằng hệ thống xử lý hiện đại, hướng tới sự phát triển bền vững. Việc áp dụng tiêu chuẩn về quản lý môi trường ISO 14001 trong sản xuất của doanh nghiệp này đã tạo ra một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi, thể hiện sự quan tâm mong muốn phát triển bền vững, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và xã hội. Cái nguyên liệu của chúng tôi dùng ấy thì thực sự chúng tôi cũng rất là tôn trọng những cái giá trị mà nó bảo vệ cái môi trường ở các cái đơn vị mà chăn nuôi sử dụng. Cái thứ hai về cái công nghệ sử dụng ấy thì thực ra chúng tôi cũng luôn luôn hướng tới và thực sự ra là có cái cam kết sử dụng các cái công nghệ sạch, ví dụ như bản thân như năng lượng tiêu dụng, rồi là sử dụng nước, sử dụng các cái năng lượng tái tạo trong quá trình sản xuất, sẽ sử dụng các cái năng lượng tiết kiệm, công nghệ mới, tiết kiệm nhiên liệu, giảm cái phát thải. Hiện Bộ Công Thương đang xây dựng đề cương chiến lược, trong đó sẽ đặt ra các chỉ tiêu về sản phẩm, sản lượng, chỉ tiêu về thị phần sữa sản xuất trong nước, chỉ tiêu về xuất khẩu và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, định hướng phát triển các sản phẩm sữa theo hướng xanh, tuần hoàn và tiết kiệm năng lượng. Có thể thấy, từ xu hướng tiêu dùng xanh cùng với sự vào cuộc chủ động của nhà sản xuất, ngành sữa đã từng bước tạo nên những thay đổi căn bản cả về nhận thức và hành động. Đó là bước đệm tạo động lực cho các nhà sản xuất trong nước nỗ lực xanh hóa vì sự phát triển bền vững.